xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang vàng lá nhỏ ha. Cây đâm chồi sống khỏe rồi. Để em ship cái chậu mũ này cho mình luôn ha. Này để giá cực kỳ hữu nghị cho cô chú anh chị chơi luôn. Còn mấy cây? Mã số 65. Hoành 13. Hoành 13. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Mã số 65. Rồi 200.000 bao ship. Nói chung là em bán giá này là cực kỳ rẻ luôn nha anh chị. Đó, còn mấy cây nữa hết rồi. Xả cho anh chị chơi luôn ha. Mã số 66. Mã số 66. Hoành 13. Hoành 13. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Mã số 66. Rồi, 200.000. Rồi, tiếp theo mã số 63. 67. Mã số sao mấy? 67. Mã số 67 nha anh chị. Đó này là giá cực kỳ rẻ luôn, bao rẻ nhất thị trường luôn nha anh chị. Còn mấy cây nữa nghỉ hết. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 27. Thăng lắc lượng. Đó. 67. Mã số 67. Rồi 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Trang vàng nó nhỏ nha. Còn mấy cây hết anh chị ơi. Mã số 68. Mã số 68. Hoành 16. Chiều cao 26. Rồi 200.000 em bao ship. 68. 68. Số 69. Thăng lắc lượng rất là đẹp. Hoành 12. Chiều cao 27. Mã số 69. Rồi cũng 200.000 bao ship luôn. Mã số 70. Hoành 14. Chiều cao 23. Cây xanh mướt luôn này chị. Mã số 70. Rồi 200.000 bao ship mã số 70. Mã số 71. Mã số 71. Hoành 14. Chiều cao 34. Mã số 71. Rồi cũng 200.000 em bao ship luôn. Giá cực kỳ rẻ luôn. Mã số 72. Cây sống khỏe luôn, ship cái chậu cho mình luôn. Hoành 13. Chiều cao 25. Mã số 72. Rồi 200.000 bao ship. Rồi tiếp theo. Mã số 73. Mã số 73. Hoành 15. Chiều cao 26. Rồi cũng 200.000 bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, ship cả chậu luôn. Mã số 74. Này là em để giá cực kỳ rẻ luôn nha anh chị. Nói chung là trang vàng lá nhỏ ha. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 27. Rồi mã số 74. 200.000 bao ship luôn. Mã số 75. Hoành 12. Chiều cao 35. Mã số 75. Rồi 200.000 bao ship. Mã số 76. Hoành 12. Chiều cao 37. Mã số 76. Rồi cũng 200.000 em bao ship luôn nha anh chị. Mã số 77. Hoành 13. Chiều cao 22. Mã số 77. Rồi cũng 200.000. Mã số 78. Cụ đế này. Hoành 15. Chiều cao 24. Mã số 78. Rồi cũng 200.000. Mã số 79. Hoành 15. Chiều cao 23. Mã số 79. Rồi cũng 200.000. Mã số 80. Hoành 13. Chiều cao 17. Rồi cũng hai số 80. Cũng 200.000 thôi anh chị. Mã số 81. Hoành 14.
24, chiều cao 29. Rồi, cũng 200.000, bao ship tặng nhà. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn. Tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á. Để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha. Gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây. Em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về. Loại mới nè cô chú anh chị. Lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó.
là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này dám là kéo tỉa là đồng giá nha cô chú chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì...